Hi, xin chào tất cả các bạn và các chú anh chị. Hôm nay em xin được phép giới thiệu em Honda Way Alpha đời 2015. Cái đời này là bỏ mẫu luôn nha các chú anh chị, còn rất là đẹp luôn. Bánh căm thắng đực, dàn áo còn rất là đẹp luôn. Đây, máy móc còn zin luôn. Đây, cốt móc còn sáng trưng à. Đây các chú anh chị, các anh chú anh chị cứ đem thợ qua kiểm tra thì nó sẽ kỹ hơn, còn rất là đẹp luôn, còn đủ hai gương luôn. Trời ơi, nhám gì không chạy luôn. Cái đời này là nó bỏ mẫu rồi, nó qua mẫu khác. Và em ấy đó, em mang biển số là 59E160458. Qua sang phần bên đây cũng còn rất là sạch sẽ liền lại, lốc đen, máy móc thì im ru, xe còn zin từ A tới Z luôn. Xe rất là phù hợp cho các chú anh chị công nhân đi chở đồ, chở hàng hay là các bạn học sinh đi học, phù hợp cho mọi lứa tuổi luôn. Và một chiếc xe như thế này em xin phép bán với giá là 13.500.000. Rồi, em xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi.